Top 3 loài cá phóng điện mạnh nhất. Top 3, cá đuối điện Torpedo ở Italia. Nó có thể phóng ra dòng điện 300-400V. Top 2, cá trê điện Malapterus ở Ai Cập. Nó có thể tạo ra và kiểm soát dòng điện đến 450V. Và top 1, cá trình điện Electrophorus. Nó là loài cá có khả năng tạo ra dòng điện ghê gớm nhất, từ 600-860V, đủ để giết chết một con cá sấu.